Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Cái video tiếp theo này á là một cái video, cũng là một những cái video cuối cùng của cuối năm ha anh em ha. Bán đêm nay nữa thôi, ngày mai anh em nào chốt thì ngày mai em giao được một hôm nữa thôi. Chỉ nhận giao chành xe Tô Châu và nhà xe Phương Trang nha anh em, anh em lưu ý nha. Tại vì nếu ngày mai mà em giao bưu điện thì họ vẫn làm đến 28 Tết đó, nhưng mà chắc cú là anh em không thể nào nhận kịp trong Tết đâu nha anh em, không thể nào nhận kịp trong Tết đâu, cho nên em chỉ nhận giao cái kia thôi. Còn nếu mà anh em nếu mà không bán được thì qua năm bán, chứ bây giờ hàng quá nó cuối năm mà đó, em cũng muốn sạch ráo rồi còn cái gì đâu đó. Thì một số hàng mới em còn tại chỗ em, không có shop ship gì chân mua bán tại nhà anh em đó, thì lên sóng với anh em chơi. Anh em nào mến thì ủng hộ em, chỉ nhận ship hàng qua một hình thức duy nhất nha anh em, chuyển khoản nha. Ship Tô Châu thì ngày mai 25 tháng 6 ship Tô Châu thì em nhận ship code cho anh em được. Nếu anh em nào ship Tô Châu thì ngày mai em nhận ship code cho anh em, còn Phương Trang bắt buộc anh em phải chuyển khoản ta cho em, tại vì Phương Trang họ không nhận thu hộ đó. Rồi thì em xin vô chi tiết nha anh em. Nhông sinh dĩa quay thái 110, hiện tại giờ em còn hai bộ hàng gõ gàng, mã mộc đầy đủ, cho nên anh em cân nhắc trước khi mua, tránh trường hợp như hôm rồi ha anh em. Em cũng không muốn bán hàng kiểu đó, thà là không bán luôn nha anh em, tại vì hàng bây giờ nó mã mộc rõ ràng vậy nè, chứ đâu có phải là em bán hàng rời hàng gì đâu mà anh em nói em giao không đúng hàng cho anh em, cái đó em không chấp nhận được anh em đó. Gỡ ra quay cho anh em luôn chứ em đâu có ngại gì, hàng mình bán đúng hàng mà ngại gì anh em. Nhông sên dĩa quay 110 thái, đây đây là sên ha anh em ha, sên nằm trong cái hộp nè, mã KFL 850 mắt in Thái Lan nha anh em đó. Nhông đây, nhông mã KW7 900 mắt in Thái Lan, nằm trong bọc vàng vàng vậy nè, nhông nè. Kể cả cái hàng theo xe nó cũng luôn cái mã này luôn nha anh em, còn chấm sơn xanh của nhà sản xuất luôn nè đó. Full Star gì đó, em nói với anh em là xài bao ngon đó. Anh em vô xe Vin nha, đặc biệt xe Vin nha, còn xe Trung Quốc không bao nha, xe Trung Quốc cái cùi dĩa của nó không có chuẩn, đi có ngon. Anh em vô xe Vin em bao với anh em luôn, nếu nhảy sên, nếu mà nhảy sên em tặng anh em luôn, không bao giờ bán. Nhông sên dĩa quay 110 thái, còn cái dĩa đây không có đóng mắt in Thái Lan nha anh em. Đây dĩa Full Star luôn nha anh em, 36 dĩa 36 nha anh em nha đó. Xài bao ngon, em đi 3.000 cây rồi chưa miếng hiện tượng nhảy sên nào hết nha anh em đó. Nhảy sên rất là khó chịu, nếu anh em đã bị thì anh em cũng hiểu rồi đó. Nhảy sên là em nói với anh em, cọ với cặt te nó kêu lọc cọc bực mình dữ lắm. Nhông sên dĩa quay 110, hôm nay em bán giá là cực kỳ ưu đãi cho anh em, để cho cuối năm như mình một phần ở đó mình tri ân những khách hàng, những anh em thân thiết đã từng ủng hộ cho mình. 400.000 một bộ, 400.000 một bộ nha anh em, còn hai bộ thôi. 400.000 một bộ, bình thường em bán 430.000, bữa nay cuối năm bán cho anh em 400.000 bộ đó. Qua hôm nay là giá y cũ nha anh em, 430 nha. Nắp xăng quay 110 thái, mã KEW 900 mắc in Thái Lan, hàng này thì anh em khỏi bàn. Em nói gì với anh em đâu, nó đẹp đâu, tầm 99% như zin đó, nó chuẩn với tới cái màu trong này luôn nè, thấy không. Nắp xăng này em bán hổm gà, em nói thiệt với anh em á, 15 cái mà hôm nay chỉ còn một cái duy nhất này thôi nha anh em, một cái là hết luôn, một cái là hết luôn anh em, không còn, hết luôn cái một. Nắp xăng này em bán giá là 130.000 một cái, bình thường bán 140, hôm nay bán cho anh em, nói chung đồ này em bán lời rất mỏng, nhưng mà bán cái này là kiếm tiền cà phê chơi được đó, tại vì anh em thường thường anh em ta không có mua một món đó. Nắp xăng quay 110 thái là 130.000, hôm nay bán cho anh em đó. Nắp xăng xong rồi tới đây những cái hàng gợi trước đi, những cái hàng mà lẻ tẻ trước. Chui đèn quay thái 110, mã KFL 851 made in Thái Lan, để nó qua đây ha anh em ha. Đây nói chung mấy cái hàng ở đây em bán hàng mới ở đây á, là em đã nghiên cứu thị trường hết rồi,
từng là một người bán hàng theo xe đó, cũng từng có gã xe rồi, cũng từng biết rồi những cái điểm nào nó dễ hư, những cái điểm nào mấu chốt anh em ta cần xài mình mua về bán, chứ đâu có khờ dại gì em cái hàng gì mình ôm anh em ha. Đó, cái chui đèn theo xe nó mục hết trơn à, hai mấy năm lỡ mục hết trơn à, nó có dẻo đó. Trên thị trường nó có một cái loại nữa, cái cọng dây nó chà bá luôn, giá rẻ hơn này rất là nhiều nhưng mà hàng không chuẩn nha anh em. Đó, chui đèn bình thường em bán 280, hôm nay bán cho anh em 260.000 một cái, còn cái duy nhất nha anh em nha, cái dắt vàng đục chuẩn như theo xe luôn nè, thấy không đó. Anh em nào mến thì hú em, 260.000 cái, còn cái duy nhất. Chụp Puri Air Black FI, số lượng hiện tại em còn 3 cái. Đâu, hình như số lượng hiện tại em còn 4-5 cái, 5 cái gì á. Mã KRS-971, Made in Thái Lan. Đây, chụp Puri này về hình thức bên ngoài nó giống hệt như quay trăm mười Thái, không khác gì hết trơn, chụp Puri Color nha anh em nha. Đó, đó. NGK cũng trống Thái Lan, Made in Thái Lan đây. Cái tẩu nằm lúc ở trong ha, bao anh em đi đèo lội suối gất hết nha anh em gắn vô rồi là giật không muốn ra đó. Đó, mới mà nó phải dẻo phải ngon rồi, mấy cái theo xe cái đầu này bị găng mục hết trơn rồi. Đó, một cái này hôm nay em bán 195.000, giá cũ do chụp Puri này em bán lời rất meo nha anh em. Rồi, Long Đền Sọ Khỉ Thắng Đĩa quay 110 Thái, mã KFL trừ 860, Made in Thái Lan. Cái màu này thì khỏi phải bàn cãi anh em, chỉ nói về giá thôi nha. Anh em từ Thắng Đùm muốn lên Thắng Đĩa là tiên quyết là anh em phải mua cái này vô đó, để thay cái Long Đền Sọ Khỉ và Thắng Đùm của mình á. Đó, cái này một cái á, thường thường em bán 45.000 một cái, hôm nay em chỉ bán cho anh em với giá là 39.000 một cái thôi, 39.000 một cái nha anh em. À, cái gì bắt đầu vô ốc A8 nha anh em nghe. Hôm nay em còn được duy nhất một bộ ốc đầu bò, bộ ốc đầu bò bao gồm 4 ốc đầu bò hàng xế bịch Made in Japan, là Nhật Bản anh em ha, ốc Nhật không à. Đây cho anh em coi 4 bịch là ốc Nhật hết nha, minh bạch công khai, không có gì mà phải sợ hết trơn đó, 4 bịch ốc Nhật hết. Từ từ cho anh em coi Long Đền sau quay ốc Nhật tiếp đi. Ốc Nhật thì không có gì để nói nha anh em, tại vì ốc Nhật gốc cạnh nó rất là sắc nét nha anh em. Ốc Nhật là con ốc mà mắc nhất trong các loại ốc đó. Ốc Nhật là không có gì để bàn, chỉ bàn về giá thôi đó. Hàng chuẩn cho anh em, bao chuẩn cho anh em luôn. Trời ơi, vợ em coi TikTok gì trời. Đó, một bộ bao gồm 4 ốc đầu bò, tại cái Long Đền quỷ quái gì anh em nó dùng, và 4 cái Long Đền hàng xế bịch Made in Japan toàn bộ nha anh em, toàn bộ là da băng không lẫn lộn vô đây. Một Long Đền thao và 3 Long Đền si đó. Một bộ bình thường em bán cho anh em giá 420.000, bữa nay em bán cho anh em 400 chẵn, còn một bộ duy nhất nha anh em nha, 400 chẳng, bao gồm 4 ốc đầu bò xế bịch da băng, 4 Long Đền da băng, anh em nào mến thú em 400 đó. À đây, tới mặt hàng chưa bao giờ hết hot, ốc cạc te quay 110 Thái, hàng xế bịch Made in Thái Lan, chuẩn ốc số 10 hết. Ốc là màu gam siêu đỉnh, 3 con ngắn một con dài, con dài nhất là bắt ngay chân cái chân phuộc, đây là con này. Sao nó kỳ vậy ta? Nó ốc này, nó con này là con số 10 này là bắt ngay chân phuộc, là con dài nhất nha anh em. Nó có cái Long Đền lắc kê sẵn này nha anh em nha. Đó, ba con này là ba con ngắn, bắt những vị trí còn lại kích thước bằng nhau. Ba con này là ánh bảy màu nha anh em. Đó, thấy không? Một con. Đó, hai con. Ba con. Đó. Một bộ
bốn ốc bắt cặt te quay 110 thái hàng xá bịch đó. Bình thường em bán giá 270 cho anh em, hôm nay em bán cho anh em giá 240.000 một bộ, 240.000 bộ nha anh em. Cuối năm mời sale cho anh em đó, nhắm khoảng nào mình lời mail lại hoặc là có những món mình quà luôn cũng được, anh em vui mình cũng vui đó. Tiếp tục ốc gác chân quay 110 thôi, khoan đi, tiếp tục hôm nay em còn duy nhất một bộ ốc bắt heo dứ đầu lõm quay 110 thái. Anh em lưu ý nè, quay 110 thái của mình á là nó xài con ốc đầu lõm nha anh em, mới chuẩn hàng nha. Còn con ốc số 10 mà để bắt cái cũng là bắt cái heo dứ luôn á, nhưng mà số 10 á là con ốc nó bắt quay ZX ra anh em nha, quay ZX nha. Phu 1 cũng xài ốc đầu lõm luôn nha anh em, phu 1 xài ốc đầu lõm y chang vậy luôn nè. Khỏi nói con ốc này màu anh em khỏi nói. Đó. Ốc này bình thường em bán cho anh em một cặp á là 95.000 một cặp. Hôm nay em bán cho anh em giá là 89.000 một cặp. 89.000 cặp ốc này nha anh em. Còn cặp duy nhất nha anh em nha. Cặp duy nhất thôi. Anh em thắng đĩa mình chọn full mới không thể thiếu nha. Đó. Ốc gác chân quay 110 thái, hàng xá bịch made in Gia Băng. Ý xin lỗi anh em, hàng xá bịch made in Thái Lan. Và con và lông đền gác chân đó, vô á anh em mình mua, anh em mua lẻ thì em vẫn bán lẻ, thí dụ như anh em mua 5 con ốc gác chân thì em vẫn bán lẻ 5 ốc gác chân, rồi anh em mua lẻ cái mấy cái Argo hoặc là anh em mua lẻ lông đền thì em vẫn bán bộ nha anh em. Thí dụ Argo lông đền là em bán bộ chứ không bán lẻ Argo không nha, hoặc là lông đền không bán nha, tại bán gì khó vô bộ lắm, hàng này nó mắc tiền đó. Một bộ tại vì anh em biết sao không? Nhiều anh em cũng góp ý cho em, tại sao lấy ốc gác chân mà không lấy Argo với lông đền đó, người ta vô xe của người ta mấy cái lông đền nó cũ với Argo nó cũ thì nó chổi, thì em lấy về cho anh em và em cũng tiết kiệm cho anh em, và tiết kiệm ở chỗ nào tí nữa em nói cho anh em nghe. Ốc gác chân thì một bộ nó 5 con. Hai con này là hai con dài nhất là hai con 35. Hàng chuẩn ốc số 10 cho anh em hết. Nói chung em quay ban đêm cái màu nó hơi chói, ban ngày nó vàng dữ lắm nha anh em. Chuẩn ốc số 10 cho anh em hết nha. Hai con 35. Hai con dài tiếp theo là hai con 28. Hai con 28 nha anh em, chuẩn ốc số 10 hết nha. Hàng xá bịch mà. Chuẩn ốc số 10 hết, anh em thấy không? Cánh nó vàng ghê không? Đó. Chà một con 20. Đó, một bộ của nó 5 con vậy đó anh em. Đó. Một bộ của nó 5 con vậy đó. Bình thường em bán 220.000 một bộ ốc này. Nhưng mà hôm nay nếu anh em chỉ mua ốc thôi á là em bán cho anh em 200 bộ 5 con ốc này. Đó. 5 con ốc này nha. Nếu anh em mua ốc không á là em bán cho anh em một bộ 200. Long đền và Argo. Long đền hàng xứ bịch Martin Thái Lan. Hàng này là hàng đắt cũ. Hàng này là đa hàng đắt cũ ha, lông đền 8mm nha anh em. Hàng này bao whip cho anh em luôn. Hàng này là hàng thái mới mà đắt cũ nha, chứ không phải đắt mới bây giờ. Đó, lông đền 8mm. Một xe nó có 3 cái lông đền. Đó, một xe nó có 3 cái lông đền và 3 cái lông đền và 6 cái Argo. Đó, nhưng mà em nói lông đền trước đi. Màu siêu đỉnh đó, em nói với anh em màu siêu đỉnh đó, nhưng mà em quay ban đêm anh em không thấy, bữa em có quay cái clip ban ngày đó, xanh đỏ tím vàng đó. Nó anh em nhìn kiểu này là anh em cũng biết rồi, nè, thấy không? Nè, anh em thấy không? Đó. Nó thấy chưa anh em, thấy không? Ừ. Ba cái lông đền này rất mát tiền anh em. Đó, nhưng mà em chỉ bán nếu mà anh em mua lẻ Argo với lông đền mới bán nha. Mua lẻ là anh em mua bộ Argo với lông đền. Chứ anh em không có thể nào mua ba cái lông đền lẻ thì em không thể nào bán cho anh em được, nó thiếu bộ của em. Đó, một bộ ở đây nè bao gồm ba lông đền. Tổng cộng đáng lý ra nó tới 6 cái Argo lận, là có trong đó có hai cái Argo lớn và bốn cái Argo, bốn hai cái Argo mà bự nhất, cái họng bự nhất á. Người ta gọi nè. Hai Argo lớn nhất này nè. Đó. Argo này cũng màu whip luôn. Đó. Anh em thấy không, hai Argo lớn nhất đó bắt cái lỗ trên cùng đó anh em. Đó. Hàng này cũng hàng đắt cũ luôn nha anh em nha.
bao whip cho anh em luôn. Đó. Và đáng lý ra là nó tới 4 cái argo lỗ nhỏ này lận. Hàng xứ bịch Martin Thái Lan nha anh em. Đáng lý ra nó tới 4 cái argo lỗ nhỏ này lận, nhưng mà em tiết kiệm cho anh em. Có nghĩa là cái bên cạc te á, thì nó xài á, là bên cạc te á, là nó xài một cái argo lớn này nè. Bên cạc te nha, em nói một bên nha. Một cái argo lớn này. Và một cái argo nhỏ nằm bên ngoài ha anh em ha. Một argo lớn và một argo, một cái argo lớn và một cái argo nhỏ nằm bên ngoài. Đó. Và một cái lông đền nằm bên ngoài, còn cái argo kia là nằm bên trong. Đó, cho nên là nằm bên trong thì mình xài dính theo xe lại đi. Đúng không? Đỡ tốn, tại vì đâu nằm ngay mặt tiền đâu. Đó. Chứ mình mà mua đúng nguyên bộ, anh em mua đúng nguyên bộ thì em vẫn có bán luôn, vẫn bán cho anh em luôn. Chứ không phải không có, nhưng mà nó mắc quá đi. Do đồ nó mắc quá đi anh em. Cho nên là mình tiết kiệm được nào tiết kiệm. Đó. Còn ở cái bên bô á, ở bên bô á thì nó xài hai cái lông đền nằm ngoài nè. Hai cái lông đền này nằm ngoài nè và một cái argo lớn. Đó. Hai lông đền nằm ngoài và một cái argo lớn nằm ngoài. Đó. Thì em bán như vậy cho anh em á là để tiết kiệm cho anh em. Đó. Tiết kiệm cho anh em thôi. Còn anh em nào muốn mua đủ bộ thì em vẫn có bán. Có nghĩa là anh em không cần phải mua đủ, anh em mua bao nhiêu đây là em bày ra đã đủ bộ rồi. Báo giá cho anh em luôn. Bộ hai argo lớn, hai argo nhỏ, ba lông đền là anh em đủ gáp rồi. Bộ này là em bán cho anh em là giá 380.000. Hứa với anh em luôn, giá này không mắc. Hứa luôn, bao giá 380.000. Và ốc này bán cho anh em 200.000 một bộ. Nếu anh em lấy, nếu anh em vừa lấy ốc, vừa lấy argo lông đền luôn, là hôm nay em chỉ bán cho anh em là dưới giá là coi 550.000 một bộ, bao gồm cả ốc và argo và lông đền là 550.000 một bộ nha anh em. Đó là về anh em đủ ốc, đủ argo, lông đền vô là anh em gáp thôi là lụm kẹo rồi. Chào anh em nha. Đó, tới cái tiếp theo, tiếp theo thì bát tăng sơn. Hôm nay em sẽ bán lẻ hết cái báo giá lẻ hết cho anh em luôn. Bát tăng sơn em chỉ còn đời 2.000 thôi nha anh em. Bát tăng sơn là bát tăng sơn 2.000 nè. Hàng xứ bịch Martin Thái Lan KLV trừ 900. Đó. Đó, bát tăng sơn 2.000 một cặp. Đó. Đầy đủ một bộ của nó nha. Một bộ bát tăng sơn là bao gồm cặp bát tăng sơn 2.000. Hai con tán lớn. Hàng xứ bịch Martin Thái Lan nha anh em. Đó, hai con tán này là hai con tán lớn. Đó. Hai con tán nhỏ là hàng xứ bịch Martin Gia Băng, tại một cái hai nó bắt vô cái đây nè, nó bắt vô cái chỗ tăng sơn là tới hai con tán lớn, hàng tán nhỏ lận. Bộ này là bán cho anh em bình thường bán 350, bữa nay bán anh em 340 thôi. Đó, 340 thôi. Thì em có ghép bộ sẵn nè, anh em muốn mua đầy đủ cốt tán gì em bán đủ hết cho anh em nguyên bộ luôn. Nó 2.000 không à, trước sau. Cái mã cốt trước á, cái mã cốt trước thắng đĩa là mã can này nè, thắng đĩa nha anh em. Còn anh em muốn xài cho thắng đùm thì anh em lấy hai cây cốt này, hai cốt KFM này nè. Còn đây là em bán để trưng bày cho anh em ra, anh em coi cho anh em biết mã can này là cốt trước thắng đĩa nè. Còn anh em muốn lấy mà để xài thắng đùm là anh em lấy cái mã nè KFM trừ 900, lấy hai cây thắng đùm để 2.000 đó. Còn hai con tán này là hai con tán hàng xứ bịch Martin Indonesia đó. Hai con tán này là 140, hai con tán là 140 nha anh em. Hai cây cốt trước sau này á, hai cây cốt trước sau này là 360 đó. Còn anh em lấy luôn tán á, đó, lấy luôn cốt tán, lấy luôn cốt tán bán cho anh em là giá là 590. Ủa đúng không ta? Đúng rồi, 140 với 360, ơ 490 xin lỗi anh em nha, 140 với 360 là 500 đó. Em bán cho anh em là hai cây cốt, hai con tán đó là 490 rồi. Bộ bát tăng sơn này là 340 đó. Còn anh em nào lấy nguyên bộ, nguyên bộ này 340 phải không, cái này 490 phải không, là nó ra nhiêu rồi anh em? Ra 340 với 490 như 500 đi, là nó ra 830.000 một bộ. Em tính anh em chẳng 800 thôi, full bộ nè, bao gồm đầy đủ cốt tán đây nè, một bộ như vậy nè 800.000.
đó, đầy đủ cốt tán bát tăng sơn full bộ hết là 800, còn em mua lẻ là em báo giá nãy giờ rồi đó. Còn ở đây em còn lẻ một bộ, cái bộ này là cái bộ em còn lẻ cái bộ này là cái bộ bát tháng trước nha anh em, bát tháng trước hàng sơ bịch của anh Thái Lan nha. Nói chung cái bát tháng trước này mắc hơn bát tháng sau nha anh em, nếu anh em không tin đi hỏi, nhưng anh em bán đồ mới thì em sẽ biết đó. Hàng bao chuẩn cho anh em nha, màu gam bao đẹp đó. Một cái bát tháng trước nè, một con ốc số 10 nè, một con tán nè, ốc số 10 ha, con tán nè, nó để bắt con ốc số 10 nè, và một cái chỉ thị mũi tên, chỉ thị mũi tên cũng xé bịch Thái Lan luôn anh em, chơi là chơi phải cho nó whip, không chơi thì thôi đó. Một bộ này giao cho anh em hôm nay á, giao cho anh em hôm nay là giá là 390 ngàn anh em. Giá này là em bao rẻ cho anh em, chứ em bán trước sau là 850 đó. Đó, cho anh em đi hỏi giá thị trường luôn, 390 full bộ trước nha. Rồi thì hàng mới đây, còn học đồ nghề, học đồ nghề của đát này là cái đát hôm gọi em có quay rồi nè, đát 204 205 nè, thấy không đó. Nhưng mà mã thì mã Việt nha anh em, hàng có sao nói vậy, mã Việt, mã KLV trừ 880 đó. Học đồ nghề này nó có cái thung nè, để cho anh em mình dọn vô quay trong 10 thái full chờ 1, quay alpha, quay ZX rồi đó, gắn được hết nha anh em. Full chờ 1, quay thái 110, quay alpha rồi gắn y chang y bon nhau, nhưng mà quay alpha không có cái này nè. Những anh em nào quay alpha vô này đẹp im 100.000 một cái. Hàng này là hàng mới thì không có gì để nói đâu, hàng mới thì nó phải đẹp rồi, dày lắm anh em, 100.000 cái đó. Rồi anh em nào mến cái gì thì hú em, còn gon cho anh em gấp máy thì em có quay video sáng rồi đó. Em còn 5 bộ, một bộ là 370 ngàn đó. Video này là video cuối năm nha anh em, chào anh em, em chúc anh em thật nhiều sức khỏe trong mùa xuân này nha. Anh em có nhậu nhẹt rồi chạy xe rồi cũng hạn chế anh em ha. Em chúc anh em luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, phát tài phát lộc. Chào anh em.